Hôm nay là ngày nghỉ cuối cùng của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh. Do vậy mà lượng người dân đi du lịch về quê quay trở lại thành phố Hà Nội đông hơn ngày bình thường rất nhiều. Ghi nhận cho thấy vào khoảng 13 giờ đến 15 giờ 30 phút chiều nay trên cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ đã xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài. Còn vào thời điểm này thì tình hình giao thông tại cửa ngõ ra vào thủ đô ra sao? Phóng viên Đinh Ánh của chúng tôi đang có mặt tại trạm thu phí BOT Pháp Vân Cầu Rẽ, thông tin chi tiết tới quý vị và các bạn. Vâng, xin mời chị Đinh Ánh ạ. Vâng, xin kính chào trường quay, xin kính chào quý vị khán giả. Hiện tại thì tôi đang có mặt tại đường cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ. Và quý vị có thể nhìn thấy rằng là mật độ giao thông đi qua đây thì tương đối ít. Và việc lưu thông vẫn bình thường, không có sự ùn tắc tại đây. Và nguyên nhân là do tâm lý người dân lo ngại sẽ tắc đường vào ngày hôm nay, nên một lượng lớn người dân đã di chuyển về thủ đô vào tối ngày hôm qua. Và theo ghi nhận thì chiều hôm qua đến trưa nay, ngày 4 tháng 9, thì lượng xe một số tuyến cửa ngõ vào nội đô thì đã gia tăng trở lại vì do người dân đã di chuyển về Hà Nội. Và đường vành đai 3 trên cao, nút giao thông, nút giao Pháp Vân Ngọc Hồi thường xuyên xuất hiện tình trạng ùn ứ do lượng xe ngày một nhiều hơn. Và vào khoảng 14 giờ 45 phút thì 5 chiếc ô tô gồm 2 xe ô tô khách và 3 xe ô tô con va chạm liên hoàn trên tuyến Pháp Vân Cầu Rẽ. Và vụ việc thì không gây ra thiệt hại về người nhưng khiến 5 phương tiện hư hỏng. Giao thông qua khu vực gặp nhiều khó khăn và hàng dài các phương tiện nối đuôi nhau nhích từng chút một trên tuyến cao tốc này. Và ngay sau va chạm thì lực lượng chức năng phụ trách đã có mặt tại hiện trường để bảo vệ và phân luồng từ nút giao Liêm Tuyền đi quốc lộ 1 về Hà Nội và tạm thời cấm xe đi vào cao tốc này từ phía Hà Nam để tránh lượng phương tiện đổ về và gây ùn tứ kéo dài. Hiện nay thì tại khu vực thu phí cao tốc, công tác thu phí diễn ra hoàn toàn và không xảy ra ùn tắc và cũng chưa có xảy ra sự cố nào trong ngày hôm nay. Và dự kiến thì lưu lượng phương tiện qua trạm thu phí trong ngày hôm nay là khoảng 1.000 lượt xe.